tại giao điểm giữa cơ hội và thực tế, nơi những kế hoạch định hình và những bản vẽ trở thành hiện thực. Chúng tôi giúp bạn mở đường cho một hành trình mới. Hành trình xây dựng nhà máy tương lai của riêng bạn. Khi những sự thay đổi bắt đầu, khi máy móc được thổi một làn gió mới, chúng tôi sẽ đặt những viên gạch đầu tiên cho nhà máy trong mơ của bạn. Một khi đã sẵn sàng, nhà máy sẽ trở thành nơi thúc đẩy sự sáng tạo, nơi khả năng trở nên vô hạn. Và sự cải tiến là không có điểm dừng. Khi guồng quay của sự tiến bộ bắt đầu, chúng tôi sẽ biến nhà máy của bạn thành một thành trì vững chắc và vững vàng tiến lên với tinh thần đổi mới. Với cam kết mạnh mẽ về chất lượng, độ tin cậy, tính bền vững, mở đường cho một tương lai sáng tạo hơn cùng Bosch.